Chào mừng các bạn đã trở lại với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong buổi tối hôm nay. Đừng quên nhấn đăng ký, có rất nhiều nội dung hấp dẫn thú vị tiếp theo đang chờ đợi các bạn. Và đừng quên chia sẻ để nhiều người cùng nghe nhé. Bây giờ mời các bạn nghe tiếp chương thứ 7, tiểu thuyết Tảo Mộ. Thế, hãy bắt đầu từ bệnh tình của em trước đi. Anh ta mỉm cười, ngồi xuống. Đừng nói với tôi rằng hôm đó tôi không nên để em về, mà nên trực tiếp đưa đến đây đó nhé. Tôi cười nói, làm gì có, chỉ là cảm nắng thôi. Nhưng cứ lần nữa mãi không chịu, chữa dứt điểm nên mới thành viêm phổi, cộng thêm chút biến chứng. Nhưng giờ em đã khỏe rồi. Trông sắc mặt của em vẫn còn xanh xao lắm. Anh ta dịu dàng nhìn tôi nói, em đã khỏe lại thật chứ? Đương nhiên, anh có thể hỏi y tá. Tôi ngẩng đầu nhìn cô y tá chăm sóc tôi suốt mấy ngày nay. Mỉm cười, dùng tiếng Anh hỏi, Jessica, có phải tôi đã khỏe như trâu rồi đúng không? Cô ấy người Philippines, đã sinh sống ở Cảng Thơm nhiều năm, sở hữu chiếc mũi dọc dừa và đôi mắt sâu, là một cô gái khá xinh đẹp, với tính cách năng nổ, tháo vát, tay nghề thuần thục. Huyết quản của tôi nhỏ hẹp, lại dễ xuất huyết, mỗi lần chích kim hay là truyền dịch đều là thử thách lớn với mấy cô y tá. Các cô ấy thử đến mấy lần cũng không thành công, khiến cho bàn tay tôi đầy dấu bầm tím. Hạ Triệu Bách rất bất mãn, đứng ở bên cạnh nhìn trừng trừng với ánh mắt đáng sợ. Mấy cô bé nhát gan, run như cầy sấy, người căng như dây đàn, thế là càng mắc lỗi nhiều hơn. Sau đó Jessica đến, trước tiên liền hét vào mặt Hạ Triệu Bách rằng, người không phận sự ra ngoài trước đi. Rồi khi thế hùng hổ như một nữ đồ tẻ, túm lấy tay tôi rắn áo lên. Chẳng mấy chốc đã tìm ra đúng mạch máu và đặt kim xong xuôi. Sau mấy ngày tiếp xúc, tôi rất thích cô gái phóng khoáng bộc trực và hơi chua ngoa này. Hễ cô ấy có mặt, dẫu có đối diện với Hạ Triệu Bách, tôi cũng cảm thấy bình tĩnh và ung dung hơn nhiều. Tuy cô ấy tỏ vẻ khinh thường tấm thân như cây sậy này, nhưng trong lòng thì thương cho cảnh hai mẹ con côi cút của chúng tôi lại trông thấy Hạ Triệu Bách hung hăng vặm trợn. Có lẽ cô ấy ngỡ rằng tôi bị áp bức, còn không thì bị làm khó dễ nên đối xử với tôi rất tốt. Dưới những lời đanh đá chua ngoa đó, thực ra là một trái tim ấm áp. Cô ấy vừa nghe câu hỏi của tôi, lập tức khịt khịt mũi hừ nhạt và nói, đúng rồi, như trâu, nhưng là trâu do dân chạy nạn, trâu phi nuôi ấy. Tôi bật cười lớn hỏi, chị bảo mẹ giảm là dân tị nạn trâu phi á? Jessica, chị phân biệt đối xử nha. Jessica và mẹ giảm, một người nói không dành tiếng Quảng, người kia chỉ bập bõm được vài câu tiếng Anh. Ông nói gà, bà nói vịt, ấy thế mà cũng hiểu được nhau. Giờ đã dần dần ăn ý, phỏng chừng là tìm được tri kỷ rồi cũng nên. Vừa nghe tôi nói thế, cô ấy tức thì nạt, phân biệt cái mốc gì. Cậu đợi đó, lát nữa tôi sẽ bố trí cho y tá thực tập đến chuyển nước biển cho cậu, để cậu biết thế nào là phân biệt đối xử thực sự. Tôi thực sự rất sợ mấy cô gái nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt tò mò hoặc là quái dị. Vội cười xòa nói, em sai rồi, Jessica, nào, chị thân yêu, bắt tay làm lành với em nhé. Tôi đưa tay ra, cô ấy hờ hững chạm nhẹ một cái, đồng ý làm hòa với tôi. Tôi ngoảnh đầu qua thì thấy Trần Thành Hàm đương nhìn tôi chăm chú. Tôi không khỏi ngẩn người, khẽ mỉm cười hỏi, sao thế? Thật là kỳ quái, ban nãy tôi nhìn em, cứ có cảm giác hình như không phải em. Anh ta khẽ chau mày nghi hoặc, không phải tôi, nếu như tôi không nhớ lầm, anh hình như không biết dáng vẻ trước kia của tôi như thế nào. Trong lòng tôi giật thót, ngoài mặt thì bông đùa, hay là như mấy câu chuyện Trung Quốc, đột nhiên có con yêu quái nào đó chui vào thân xác tôi. Anh ta đung đưa ngón tay nói, không, không phải là yêu quái, mà là một thiên sứ nhỏ nào đó, bị mất đôi cánh. Xin anh, nhất quyết đừng nhắc đến sinh vật ấy. Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt vô cảm, tôi bị dị ứng với lông vũ. Hắn bật cười, tiếng cười đầy vui vẻ nói, trời ơi, giản giật, em đáng yêu quá đi mất. Tại sao? Tôi lúc thì cảm thấy em là cậu bé 17 tuổi, khi thì lại thấy em có vẻ già dặn hơn rất nhiều so với tuổi thực nhỉ? Đúng rồi, thưa tiên sinh, tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng mặt vẫn tỉnh rụi mỉm cười. Khi tôi nhập viện thì mới 17 tuổi, nhưng trải qua những cuộc chui rèn ngày dài hơn năm của Jessica dành tặng, cái tôi mà anh đang trông thấy thực sự đã 37 tuổi rồi. Anh ta ôm bụng cười ngặt nghẽo, khẽ đưa mắt liếc sang Jessica một cái,
rồi không nhịn được lại bật cười ha hả. Do chúng tôi trò chuyện bằng tiếng Pháp nên Jessica chẳng hiểu ất giáp gì, nhưng nhìn tình hình này cô cũng thừa biết tôi đang nói xấu mình. Khuôn mặt xinh đẹp bèn sầm xuống. Jessica nghiến răng hỏi, cậu Giản. Bỗng nhiên tôi sực nhớ ra, bữa cơm tối nay cậu ăn cà ri do chính tay tôi nấu nhé. Cô ấy vừa dứt lời, mặt tôi liền xìu xuống như bánh bao chiều. Jessica tuy tay chân nhanh nhẹn, nhưng đối với công việc bếp núc thì rốt đặc cắn mai. Có một hôm trông thấy mẹ Giản đưa cơm canh đến cho tôi, cô thèm nhỏ dãi, bèn năn nỉ mẹ Giản dạy cho. Mẹ Giản đương nhiên là sẵn lòng, hai người liền chụm đầu rủ rỉ suốt nửa buổi trời. Hôm sau Jessica mang thành phẩm đến, chính là món canh gà cà ri. Mời tôi nếm thử với thái độ thành khẩn. Tôi trước giờ không nỡ từ chối người khác, bèn ăn thử một miếng. Canh mùi vị cực kỳ quái dị ấy, suốt đời này tôi chắc không quên nổi. Từ đó về sau, món cơm cà ri của cô nàng đã trở thành cơn ác mộng của tôi. Cô ấy vừa dứt lời, tôi lập tức dùng tiếng Anh nói với Trần Thành Hàm. Trần tiên sinh, hiếm khi chúng ta gặp nhau, nếu anh không bận gì thì cùng tôi dùng cơm được không? Trần Thành Hàm cười tủm tỉm nhìn tôi, gật đầu đáp, rất lấy làm vinh hạnh. Tôi mời. Anh mời. Tôi ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm một câu. Anh ta ha hả cười lớn. Đương nhiên, chẳng qua nhà ăn ở bệnh viện khó có thứ gì ngon. Cậu lại đang bệnh. Không sao, ở đây có món sandwich rất tuyệt. Tôi dứt lời, ánh mắt anh ta sáng lên. Hẳn đã nhớ lại kỷ niệm ăn món sandwich cùng tôi lần trước. Lần ấy chúng tôi có một cuộc trò chuyện vui vẻ và để lại ấn tượng rất tốt cho nhau. Bây giờ nhớ lại, âu cũng là một chuyện vui. Nhằm thoát khỏi xiềng xích của ma nữ Jessica, Trần Thành Hàm rất chi là phong độ và lịch thiệp, mời tôi ăn một suất cơm ở nhà ăn của bệnh viện. Sự tao nhã đã ăn sâu vào xương tủy người đàn ông này. Dẫu tay cầm dao nĩa bình thường, ăn món ăn bình thường, anh ta vẫn tạo cho người khác ảo giác như là đang ngồi ăn giữa nhà hàng 5 sao. Bữa cơm cũng trôi qua trong một không khí vui vẻ giữa chúng tôi. Cả hai tán gẫu về đủ mọi đề tài trên trời dưới bể. Ánh mắt anh ta nhìn tôi ngời sáng long lanh, tựa như những tia nắng cuối cùng của buổi chiều hạ đều tụ lại ở trong ấy. Tôi âm thầm quan sát, anh chàng này sở hữu một hàm răng trắng sáng, nụ cười tươi thắn hoàn mỹ, biểu cảm trên gương mặt thể hiện khéo léo, nét mừng rỡ. Do cuộc tương phùng, vẻ quan tâm lo lắng cho sức khỏe người khác và sự mong đợi lẫn coi trọng với một tình bạn trong tương lai. Thân mật nhưng không quá rào đón, lịch sự nhưng vẫn toát lên sự vui mừng. Mọi thứ đều được cân nhắc đúng mực. Đó thực sự là một bản lĩnh phải chui rèn mới có được. Tôi không thể không thừa nhận, kiểu xã giao của tầng lớp thượng lưu thế này, thật ra tôi biết rất rõ. Chẳng qua trên người Trần Thành Hàm có thêm nét chân thành thẳng thắn của văn hóa Mỹ, khiến cho anh ta trông càng cởi mở phóng khoáng, gần gũi thân thiện hơn là Lâm Thế Đông. Chỉ là tôi có hơi khó hiểu, thái độ Trần Thành Hàm đối với tôi có phần chiều chuộng thái quá. Chiếu lý mà nói, với tài xã giao vượt bậc của anh ta, hẳn nên khiến các tiểu thư đại các mê mẩn cuồng dại, khiến bạn bè phấn khởi hân hoan, khiến cho kẻ địch rối ren, chứ không nên lãng phí vào một cậu bé bình thường chỉ mới gặp qua một lần như tôi. Trong lúc tán gẫu với Trần Thành Hàm, một cảm giác rất kỳ lạ dâng lên trong lòng tôi. Theo quan niệm của tôi, xã hội thượng lưu thực sự và những kẻ giàu có bình thường thật ra khác biệt rất lớn. Bọn họ có vòng xã giao cố định của riêng mình, có bạn bè và đối tượng qua lại nhất định. Mối quan hệ giữa đôi bên là sự ràng buộc về lợi ích. Đương nhiên mỗi bên cũng có đề tài nói chuyện và cách thức giải trí riêng mà họ quen thuộc. Đấy là một vòng tròn tương đối khép kín, rất hiếm khi nảy sinh chuyện tình vượt giai cấp giữa người giàu và người nghèo như trong các bộ phim truyền hình sướt mướt và tiểu thuyết lãng mạn. Bởi vì mỗi người trong vòng tròn ấy đều được dạy dỗ rất nghiêm khắc. Dưới lớp vỏ bọc tao nhã lịch thiệp, coi trọng lễ nghi ấy, cảm giác ưu việt từ khi mới sinh ra và sự khinh thị người khác được cẩn thận che đậy lại. Với tâm tính như thế, rất ít người thực sự đối đãi bình đẳng với những người không thuộc vòng tròn của mình. Cộng thêm bản tính cảnh giác và đầy hoài nghi, khiến đa số họ diễn vai gần gũi nhau giỏi đến mức khó lòng phân biệt thật giả. Xem việc đùa bỡn, nuôi tình nhân là hào hoa phong nhã, nhưng rất khó chính thức kết nạp một kẻ ngoại tộc trở thành bạn bè hay là bạn đời của mình. Năm xưa Hạ Triệu Bách xông vào cái vòng tròn ấy như một chú ngựa ô, nên mới phải hứng chịu
sự thờ ơ, lạnh nhạt, đi đâu cũng bị người ta mỉa mai sau lưng. Cho dù bây giờ hắn dầu nứt đố đổ vách, bọn họ chẳng thể làm gì được. Nhưng thái độ kính cẩn và khách khí đối với hắn, chẳng qua cũng chỉ là tạm thời. Trong tư tâm, tôi dám cá những người từng khinh thường hắn, vẫn sẽ khinh thường hắn như xưa. Nhưng Triều Họa Bách nào có quan tâm gì? Hắn tựa như một con dã thú, lặng im đứng dình một bên, đợi con mồi mệt mỏi bất lực, liền lao lên, hành động, ăn tươi nuốt sống, sạch sẽ. Hắn có thủ đoạn tàn độc khiến cho người khác phải khiếp sợ, và e rằng hắn cũng rất thích thú, hưởng thụ quá trình ấy. Tôi chợt nghĩ, nếu như Hạ Triệu Bách là báo đốm, thế thì Trần Thành Hàm là gì nhỉ? Anh ta tốn tâm tư, thời gian tiếp cận tôi, rốt cuộc là vì mục đích gì? Tôi nhìn gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh ta, dưới ánh đèn, trong đôi mắt ấy chứa ngập sự chân thành. Tôi bật cười khanh khách, tôi đâu còn là Lâm Thế Đông, người ta đâu cần phải thon hót định bợ tôi kia chứ. Ngay đến tiền viện phí để tôi ở đây cũng là do Hạ Triệu Bách ứng trước. Dỗi hơi, nghĩ ngợi vẩn vơ, chi bằng cứ việc hưởng thụ bữa cơm tối vui vẻ này còn thiết thực hơn. Bữa ăn đêm nay khá ngon, đối tượng tán gẫu cũng hợp gu. Tôi bắt đầu cảm thấy gương mặt khôi ngô của Trần Thành Hàm trông cũng khá hợp nhãn. Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, uống thuốc đúng giờ, làm các kiểm tra hàng ngày thì mọi chỉ số đều bình thường. Ngay cả mẹ Giản gọi điện đến cũng thông báo toàn tin tốt lành. Bà bảo rằng đang bận họp lớp đào tạo nghiệp vụ, qua mấy ngày nữa là bắt đầu công việc ở siêu thị. Mọi thứ đều xuôi chèo mát mái. Có lẽ qua mấy hôm nữa tôi đã có thể xuất viện trở về với cuộc sống thường ngày được rồi. Đang cười gì thế? Anh ta nhướng mày hỏi. Trông em y như một chú chuột đồng đã dự trữ lương thực, đương thỏa mãn, chuẩn bị ngủ đông đến nơi ấy. Tôi khẽ cười nói, đúng, tôi còn có một cái áo choàng lông ngỗng cực kỳ xinh đẹp, nhưng vẫn còn thiếu một công chúa ngón cái. Trần Thành Hàm nở nụ cười ấm áp, nhìn tôi chăm chú, trầm giọng bảo, nếu em đồng ý, ở đây có sẵn một hoàng tử ngón cái. Tôi thoáng sững người, còn Trần Thành Hàm thì đã ôm bụng cười lăn, chợt đổi sang đề tài khác. Hồi bé tôi từng tham gia diễn vở công chúa ngón cái ở trường. Ồ, anh diễn vai chuột đồng ư? Tôi hỏi. Không phải, anh ta lắc đầu tỏ vẻ bí ẩn hơn. Em đoán xem. Anh đừng bảo là mình diễn vai công chúa ngón cái nhé. Tôi phì cười, đưa mắt nhìn thân hình của anh ta nói. Anh quá cao lớn đó. Mặt Trần Thành Hàm đỏ ửng vì xấu hổ và nói, đương nhiên là không phải, tôi diễn vai bối cảnh. Gì cơ? Tôi ngạc nhiên, tức thì bụng miệng cười. Chính là cái vai đứng yên bất động ở đằng sau diễn viên chính ấy hả? Không sai, mặc chiếc áo lúa mạch ngu ngốc hết cỡ, đứng đó giả làm một cây lúa mạch. Anh ta nén cười và bảo, càng nghĩ tôi càng thấy bất bình. Dựa vào đâu tôi không thể diễn vai hoàng tử nhỏ, mà phải diễn cái vai ngu ngốc đó chứ? Thế là tôi cố tình té ngã, rồi òa ra khóc nức nở ngay trên sân khấu. Mấy đứa nhóc khác đều ngẩn ra, rồi cũng tự dưng òa khóc hết. Cả một vở kịch thế là bị tôi phá hết sạch. Tôi ha hả cười vang, hỏi, khi đó anh bao nhiêu tuổi? Chắc cũng gần 5 tuổi. Anh ta và tôi cùng bật cười. Đó thực sự là thất bại đầu tiên trong cuộc đời tôi. Đáng hận nhất là mẹ tôi còn quay phim cái cảnh ấy, mỗi lần gia đình họp mặt đều bật lên cho cả nhà xem. Tôi lắc đầu cười nói, tuổi thơ của anh xem ra hạnh phúc lắm. Cũng tạm được. Anh ta dán chặt mắt vào tôi hỏi, còn em, thuở bé có kỷ niệm xấu hổ nào không? Tôi ngẫm nghĩ, tuổi thơ của Lâm Thế Đông về cơ bản là một quá trình học, học nữa, học mãi. Còn giản dật, tuổi thơ bần hàn, tính cách tự kỷ, có lẽ cũng không có. Tôi khẽ mỉm cười nói, tôi chẳng nhớ nữa. Sao thế? Anh ta cau mày nhìn tôi. Trước kia từng gặp tai nạn. Tôi hững hờ bảo, rất nhiều chuyện đều đã quên rồi. Bầu không khí trong chớp mắt trở nên nặng nề. Trần Thành Hàm đưa tay ra, nhẹ đặt lên bàn tay tôi, mỉm cười nói, có lẽ vài kỷ niệm mất đi để dành chỗ, cất giữ những thứ tốt hơn. Tôi quả thực rất thích tính biết thông cảm chu đáo này của anh ta. Dẫu tôi không đau khổ vì mất trí nhớ, nhưng vẫn vì đôi ba lời của anh ta mà cảm thấy lòng ấm áp. Tôi ngẩng đầu nở nụ cười cảm kích. Anh ta chăm chú nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm. Chốc sau nói, có người nói, ngay trước thời khắc lâm chung, cả cuộc đời sẽ hiện ra trước mắt một lần. Nhưng chẳng ai biết điều đó đúng hay sai. Người chết cũng đã chết rồi, làm sao biết được ngay phút ấy người đó đang nghĩ gì. Tôi hờ hững nghe những lời ấy, lòng thầm nghĩ, trừ phi người ta cũng giống như tôi, hoán hồn trùng sinh
thì mới có quyền phát ngôn. Chỉ là nếu có người giống tôi, thì sao chịu nói ra mình là kẻ mượn xác để tái sinh trên đời cơ chứ? Tôi vừa ngẩng đầu nhìn lên, liền rơi vào ánh mắt dịu dịu của anh ta. Không biết từ khi nào bầu không khí xung quanh bỗng có phần mùi mẫn. Kiếp trước, chưa từng có ai nhìn tôi bằng ánh mắt chứa chan dịu dàng, cùng với cảm xúc ngập ngừng khó nói như vậy. Mặt tôi không khỏi nóng ran, chợt nhận ra bàn tay vốn đặt trên tay tôi, không biết từ lúc nào đã chuyển sang nhẹ nhàng nắm lấy. Tôi ngượng cười, định rút tay về, nhưng anh ta càng siết chặt. Tôi thoáng ngạc nhiên nói, Trần tiên sinh, anh thế này... Trần Thành Hàm chỉ nhìn tôi đau đớn, không nói một lời, hơi thở có phần gấp gáp và bảo, dàn dật, tôi... Anh ta chưa kịp dứt câu, bỗng một giọng nhàn nhã, đầy châm chọc vang lên bên cạnh. Đúng là lợi hại, hậu sinh khả úy. Ra là thế này. Mặt tôi biến sắc. Chất giọng trang nhã, như tiếng đàn ấy chậm rãi tiến gần, dường như đang cười bảo. Anh có lẽ là tam thiếu gia nhà họ Trần nhỉ? Khá lắm, quả nhiên là bản lĩnh hơn người. Dám ngang nhiên chơi trò nắm tay với người khác giữa chốn đông người. Chuyện đã qua nhiều năm, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái đêm mình thiệt mạng. Những hạt mưa theo gió hung hăng quất vào mặt, vào người tôi bỏng rát tựa những làn roi vô hình, nơi nơi đều là máu. Sau đó suốt một thời gian dài, cứ hễ mưa to gió lớn là toàn thân tôi lại đau nhức hôn nguôi. Dẫu đã vùi mình dưới chăn bông, dẫu đã uống thuốc giảm đau, xoa bóp rượu thuốc, vật lý trị liệu, thử tất tần tật những cách có thể dùng, nhưng cơn đau ấy vẫn bám giết lấy tôi. Thế là tôi đã hiểu, cơn đau này không hẳn xuất phát từ cơ thể ốm yếu của Giản Dật, mà còn từ tận trong sâu thẳm linh hồn, nơi từng bị niềm đau khác xé toạc thành một hõm sâu hoắm. Chỉ cần trái gió trở trời, những cơn lạnh lẽo từ khắp trốn sẽ len vào gặm nhấm, dùng cơn đau không thể trốn tránh ấy tái hiện lại nỗi sợ hãi trong đêm mưa gió bập bùng cuối cùng của kiếp trước. Tôi ngỡ rằng mình đã được chữa trị lành lặn, nhưng mãi đến giây phút này tôi mới vỡ lẽ. Chẳng qua do tôi không chạm mặt cậu ta, không trông thấy chàng trai mà kiếp trước mình trìu mến gọi là Tiểu Thanh, không có cơ hội ôn lại tổn thương kinh hoàng do đứa trẻ này mang đến. Sao rồi, cậu Giản? Không quen tôi à? Hay là không chịu nể mặt? Cho tôi cơ hội đi, dẫu sao chúng ta cũng quen chung một người bạn mà, đúng không? Giọng điệu pha lẫn chế nhạo lại lần nữa vang lên. Tôi khẽ nhắm mắt lại, sống lưng sượng cứng, bàn tay không kìm được run lẩy bẩy. Bỗng một cảm giác ấm nóng truyền đến, đôi tay của Trần Thành Hàm đã nắm trọn bàn tay tôi. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, nhỏ giọng dùng tiếng Pháp hỏi, em sao thế, không khỏe ư? Tôi vẫn khỏe. Tôi gắng gượng lắc đầu, biết rõ mặt mình bây giờ ắt hẳn cắt không còn một giọt máu. Phiền anh đưa tôi về được không? Đã đến giờ uống thuốc rồi. Được, Trần Thành Hàm gật đầu, đứng dậy, nói với người đang đứng cạnh tôi với thái độ lịch sự nhưng cũng đầy khách sáo. Xin lỗi cậu, bạn tôi bây giờ cảm thấy không được khỏe lắm. Tôi phải đưa cậu ấy về phòng, lần sau nói tiếp nhé. Dẫu đã quay lưng đi, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tuấn Thanh dán chặt lên người mình. Tôi tảng lờ, đưa tay cho Trần Thành Hàm. Anh ta bèn dìu lấy tôi. Tôi đương định bước đi, chợt nghe Lâm Tuấn Thanh hét lớn, chưa gì đã muốn chạy ư? Quả nhiên là đồ nghèo túng, không được giáo dục đàng hoàng. Bộ mẹ cậu không dạy phép lịch sự tối thiểu hay sao hả? Tôi khựng lại, cố hít thở thật sâu. Lâm Tuấn Thanh, tại sao cậu giờ lại đông cạn hẹp hò đến mức này? Đến cả trò cậy thế hiếp người mà tôi căm ghét nhất cậu cũng làm cho bằng được. Tôi mới là người muốn hỏi. Những dạy bảo hôn đúc suốt bao nhiêu năm qua của Lâm gia, cậu vứt cho chó ăn hết rồi hay sao? Tôi tốn biết bao nhiêu tiền của mời người về dạy cậu lễ nghi, dạy cậu liêm sỉ, dạy cậu lòng tự trọng và khí khái làm người. Lâm Thế Đông vừa chết, cậu đã ném trả hết toàn bộ xuống mồ rồi ư? Tôi hô hấp một cách khó nhọc, tay chân run rẩy, thoáng ngẩn ra. Rồi thở dài, trầm giọng nói với Trần Thành Hàm. Mà kệ cậu ta, đi thôi. Có lẽ Trần Thành Hàm rất kinh ngạc, nhưng vẫn lo nghĩ cho tôi nhiều hơn, nên vội gật đầu, cánh tay rắn chắc đỡ lấy tôi. Đường rậm bước đi, chợt một bóng đen chạy vụt lên, đứng chặn trước mặt chúng tôi. Tôi cúi đầu, chỉ thấy một đôi giày da cá sấu thủ công, trên nó là chiếc quần tây thẳng thớm, lại ngước nhìn lên là chiếc áo blue trắng tinh, không vương chút bụi bẩn. Tôi chưa kịp cất tiếng, giọng của Trần Thành Hàm đã vang lên, cố nén giận dữ nói, cậu muốn gì,
Chẳng lẽ cậu không thấy sắc mặt của bệnh nhân đang xấu ư? Sắc mặt xấu? Lâm Tuấn Thanh cười nhạt bảo. Vừa khéo, tôi là bác sĩ, để tôi kiểm tra cho. Trần Thành Hàm đứng thẳng tắp nói. Không cần, tôi rất hoài nghi về ý đức của cậu. Tôi không thể giao bạn mình cho cậu được. Bạn anh? Lâm Tuấn Thanh dường như khịt khịt mũi cười khẩy. Có vẻ cậu bạn này của anh thần thông quảng đại lắm đó. Tôi không thể hiểu nổi, một thằng nhóc sống ở chung cư giá rẻ Hoa Phú Thôn sao lại có thể ở trong bệnh viện cao cấp thế này? Sao lại mời được y tá riêng chăm sóc? Chưa bằng cậu ba Trần, hỏi cậu ta thử xem. Câu bóng gió này khá khó nghe. Dẫu có là người lịch thiệp như Trần Thành Hàm cũng không khỏi tức giận. Anh ta lạnh lùng nói, cậu trông rất lạ mặt, xin hỏi... Tôi là bác sĩ ở đây, Lâm Tuấn Thanh. Ồ, thì ra là bác sĩ Lâm. Trần Thành Hàm hỏi, xin hỏi cậu có quen biết hoặc thân thiết với Giản Giật không? Cậu ấy có nợ nần tiền viện phí hay là trộm cắp đồ đạc không? Hoặc là khai man, bệnh tình, hòng lừa gạt, lòng thương hại của ai không? Anh ta tuôn ra một tràng các câu hỏi. Lâm Tuấn Thanh nghẹn họng, chẳng thể trả lời được câu nào. Tức thì Trần Thành Hàm cười nhạt, nếu Giản Giật có làm chuyện phạm pháp, mời cậu đưa ra bằng chứng, báo cảnh sát xử lý. Tôi sẽ mời luật sư tốt nhất cho cậu ấy. Tiếp cậu đến cùng. Còn nếu không phải, cậu vốn không quen biết cậu ấy trả viện phí thế nào thì liên quan gì đến cậu? Anh ta thoáng dừng lại rồi nói tiếp. Ngoài ra, tôi và bác sĩ Lâm cũng chẳng quen biết gì nhau. Xin đừng gọi tôi là cậu ba. Vì cái cách gọi ấy chỉ dành cho người quen mà thôi. Ban nãy cậu bảo tôi to gan, dám tay nắm tay trước mặt đàn dân thiên hạ. Tôi cũng đáp lại một câu. Trần Tam tôi làm gì, không cần phải bận tâm cách nghĩ của người dưng. Anh ta nắm chặt tay tôi, như để thị uy, cúi đầu dịu giọng bảo. Giản Giản, chúng ta đi thôi. Tôi thoáng sửng sốt, liền gật đầu cảm kích. Đứng lại, Lâm Tuấn Thanh sải bước đi lên, cười nhạt nói. Giản Giật, cậu đúng là đồ ti tiện, cậy có một gương mặt tàn thảm, bèn vờ ra vẻ bệnh tật yếu đuối, đi khắp nơi quyến rũ đàn ông. Đầu này thì nhận tiền của Hạ Triệu Bách, đầu kia mồi chài gã họ Trần này hả? Tôi xem, liệu cậu còn đắc ý được bao lâu? Câm miệng, Trần Thành Hàm giận dữ nói. Nếu cậu còn ở đó mà nói bậy nói bạ, có tin tôi báo cảnh sát kiện cậu vì tội phỉ báng không hả? Kiện tôi? Thế sao anh không hỏi cái đứa đang nép trong lòng anh ấy? Sao con làm mà không dám nhận? Tiếng cãi vã giữa hai người họ cực kỳ khó nghe. Bên tai tôi cứ vang lên những tiếng ủ ủ, trong lòng đau đớn đến tê tái. Đây chính là người tôi từng một lòng một dạ yêu suốt mười mấy năm đó sao? Ra trước giờ, ở những nơi tôi không nhìn thấy cậu ta, lại mặc nhiên gièm pha, nhục mạ người khác một cách trâng tráo đến thế. Hơn nữa, lời lẽ cay độc, thủ đoạn hèn hạ, hoàn toàn bất chấp dáng vẻ khó coi của mình. Lâm Tuấn Thanh, đối với cậu tôi đã nhượng bộ, tránh mặt. Tôi tự nhận, dù là Lâm Thế Đông hay Giản Giật, đều chưa từng có lỗi với cậu. Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu lên, cuối cùng ánh mắt cũng chạm vào gương mặt mà tôi vốn không muốn gặp lại. Không khó, như tôi đã tưởng tượng. Đúng vậy, cũng đã một lần bước qua quỷ môn khoan rồi. Còn có gì không thể đối mặt cơ chứ? Tôi hờ hững quan sát khuôn mặt mà trước giờ dễ dàng lay động con tim tôi. Chợt phát hiện, nếu không đứng trên góc độ của Lâm Thế Đông, Lâm Tuấn Thanh cũng chẳng phải một vị thánh cần che chở nâng niu hay cúng bái gì. Đơn giản chỉ là một anh chàng bình thường, có bề ngoài, hơn người một chút mà thôi. Không còn mối tình cấm kỵ mà mình từng khổ sở đè nén, tôi có thể bình tĩnh quan sát gương mặt này. Con người này từ đầu đến chân. Nực cười làm sao, chính vì người này mà tôi khuynh ra bại sản, vì người này mà thịt nát xương tan. Dưới ánh mắt của tôi, nào ngờ cậu ta bỗng im bặt, trong đáy mắt xẹt qua chút gì đó nghi hoặc, ngạc nhiên và thấp thoáng sợ hãi. Cứ thế dưới cái nhìn chăm chú của tôi, Lâm Tuấn Thanh tự dưng thụt lùi một bước. Đến khi sực nhận ra, cậu ta liền hầm hầm tức tối hằn học bước lên, mặt đỏ bừng, miệng rủa xả. Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu dám thề với trời rằng chưa từng nhận tiền của gã họ Lâm kia không? Tôi xót xa nhìn cậu ta, khẽ giọng bảo, Tuấn Thanh, cậu không nên thế này, rất khó coi, biết không? Miệng cậu ta hơi hé mở, nhìn tôi sửng sốt, thều thào. Cậu nói gì? Tôi mệt mỏi xoay đầu qua, thở dài nói, không nên tùy tiện nhục mạ người khác. Như thế chỉ chứng tỏ bản thân vô dụng và thiếu giáo dục. Tôi tin rằng phụ huynh cậu dốc lòng nuôi dạy cậu lớn chừng này sẽ không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu. Mặt cậu ta tức thì đỏ bừng,
tích tắc như nhớ đến điều gì đó. Trong mắt thoáng vụt qua một tia nhìn phức tạp, mở miệng chửi rủa. Tôi không cần một đứa nghèo mạt dẹp như cậu nhiều chuyện. Tôi cúi gằm đầu cười khổ. Đúng vậy, tôi dạy cậu ta đọc sách, dạy cậu ta vươn lên, dạy cậu ta không nên sa vào cuộc đấu đá tranh quyền đoạt lợi trong Lâm gia, hay là một người tự do tự tại. Nhưng thì ra, đó chỉ là tôi nhiều chuyện. Trong phút chốc tôi cảm thấy tim mình bị bóp nghẹn. Đành thở dài nói, chỉ một câu, nghe hay không tùy cậu. Giận cá chém thớt là việc làm ngu xuẩn, hại người hại mình. Không những chẳng giải quyết được vấn đề, ngược lại càng khiến sự việc trở nên trầm trọng. Cậu hãy tự suy nghĩ lấy. Tôi cười khổ, nhìn cậu ta. Gương mặt ấy vẫn khôi ngô tuấn tú như ngày nào, chỉ là đôi mắt, răng đầy tia máu. Người gầy rộc đi. Tôi bỗng nhớ, trước kia nguyện vọng lớn nhất của tôi là được thấy cậu ta trở thành một bác sĩ tốt, cưới vợ, sinh con, sống cuộc đời hạnh phúc viên mãn. Bây giờ tuy vật đổi sao rời, nhưng dĩ vãng vẫn vương vấn nơi con tim. Tôi lại thở dài, không kìm được trầm giọng nói. Cuối cùng cậu cũng đã khoác lên chiếc áo blue trắng rồi. Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi đăm đăm quát lớn. Mắc mớ gì đến cậu chứ? Tôi cười cay đắng nói. Tôi chỉ là nghĩ người nhà của cậu chắc sẽ vui mừng lắm. Cuối cùng cậu đã trở thành bác sĩ rồi. Tôi ngoảnh đầu qua, nói với Trần Thành Hà. Chúng ta đi thôi. Khoan đã, cậu ta chợt gọi giật tôi lại. Bác sĩ Lâm, hãy tự sống sao cho tốt. Tôi chẳng quay đầu, chỉ khẽ khàng đáp. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ mời vệ sĩ của Hạ Thiên Sinh đi cùng. Nếu chuyện tối nay xảy ra thêm lần nữa, hậu quả thế nào tôi không dám bảo đảm đâu. Dứt lời, tôi lập tức cất bước rời đi. Trần Thành Hàm không nói một lời, dìu tôi đi về khu nội trú. Đến trước cửa, bỗng tôi cảm thấy hơi váng vất, dưới chân lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Trần Thành Hàm dìu tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi chạy đi mượn xe lăn. Tôi tựa người ra sau nghỉ ngơi. Thoáng sau, anh ta đã đẩy xe lăn đến. Tôi ngồi vào, phiền anh ta đưa tôi về phòng. Suốt đoạn đường chúng tôi đi, đều im lặng. Khi về đến phòng bệnh, Jessica trông thấy dáng vẻ của tôi, bèn mắng một trận xối xả. Nhưng tay chân thì nhẹ nhàng đưa tôi lên giường. Đợi xung quanh trở nên vắng lặng, tôi hé mắt ra, thấy Trần Thành Hàm vẫn ngồi ngay ở đầu giường. Trên khuôn mặt khôi ngô, đong đầy nét dịu dàng. Tôi mỉm cười hỏi, sao vẫn còn chưa về? Hôm nay rảnh rỗi, tôi ở lại đây, bầu bạn với em. Cậu ba Trần ra mà lại không có chương trình về đêm. Đấy là điều may mắn hay là bất hạnh với các tiểu thư trên đất Hồng Kông nhỉ? Có thể bầu bạn với em là điều may mắn cho tôi. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng. Đừng nói những lời như thế. Tôi lắc đầu cười. Trần Thành Hàm, những lời tâng bốc của anh nên phân biệt rõ đối tượng. Không phải tâng bốc. Anh ta nhìn tôi, ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng đưa tay kéo lại mép chăn giúp tôi và cười bảo, thôi em ngoan ngoãn ngủ đi nhé, sau này nói tiếp. Tôi nghiêm túc nhìn anh ta. Anh không tò mò sao? Tò mò. Anh ta hiền hòa cười bảo, về em ư? Đương nhiên là có rồi. Tin tôi đi, tôi chỉ muốn hiểu rõ tất tần thật mọi chuyện về em. Anh ta thoáng dừng lại, nói tiếp, nhưng em có sự riêng tư của mình. Tôi không nghĩ vì tò mò mà tôi có thể cho phép mình xâm phạm riêng tư của em. Quả là một anh chàng tốt bụng và chu đáo. Tôi cười. Nhưng mà nếu em muốn, tôi mong có thể kể em nghe chút chuyện mà tôi biết. Anh ta ngập ngừng một chốc và nói. Nói đi. Tôi nhắm mắt hờ khẽ đáp. Cậu bác sĩ ban nãy thực ra tôi có quen biết. Tôi phì cười, đương nhiên là quen biết rồi. Đất Hồng Kông có bao lớn, trong thương trường quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy gương mặt đó, muốn không chạm mặt cũng khó. Thật ra tôi là ông chủ của khách sạn mà em đến lần trước. Anh ta ngại ngùng bảo, không phải tôi cố ý giấu em, chỉ là tôi không tìm được cơ hội để nói. Thật ư? Tôi mở to mắt hờ hững nói. Tôi thì thật ra là con nhà đơn thân, sống trong chung cư chính phủ ở Hoa Phú Thôn. Tôi không cố tình giấu anh, chỉ là không tìm được cơ hội để nói. Anh ta nhoẻn miệng cười. Nói vậy chúng ta hòa nhau rồi. Đúng, hòa rồi. Tôi mỉm cười nói theo. Anh ta nhìn tôi nói, vào một đêm 2 năm trước, khi tôi vừa đến Hồng Kông thì được mời tham gia một party. Tôi đã trông thấy anh chàng họ Lâm ban nãy. Cậu ta dường như rất được hoan nghênh ở trong giới đó. Anh ta ngẫm nghĩ, rồi bổ sung, party mà tôi tham gia
là party dành cho dân đồng tính. Tôi sững sờ, sau đó từ từ thả lỏng, cố đè nén cảm xúc xuống và đáp. Bác sĩ Lâm đẹp trai, được hoan nghênh cũng là chuyện bình thường. Không phải, cái sự hoan nghênh đó có liên quan đến sex. Anh ta thở dài, đưa tay xoa đầu tôi nói. Tôi cảm thấy đi nói mấy điều này với một đứa trẻ thuần khiết như em, thực sự tội lỗi quá. Cậu ta hoang dâm ư? Tôi khó nhọc hỏi. Không rõ, tôi chỉ biết bác sĩ Lâm đó có rất nhiều tình nhân. Trần Thành Hàm lắc đầu nói. Cậu ta uống rượu như nước nã. Say rồi thì vừa khóc vừa cười, chơi bời điên cuồng. Tôi thấy rất kỳ lạ. Mấy người tình của cậu ta chẳng có ai ngăn cản cậu ta cả. Sau này mới nghe người khác bảo cậu ta bị mất ngủ nghiêm trọng, phải dựa vào cách ấy mới có thể miễn cưỡng thiếp đi. Cách nào? Tôi hỏi. Tình dục và rượu. Anh ta nhìn tôi chậm rãi đáp. Trong phút chốc lòng tôi rối bời. Tại sao ư? Chẳng lẽ tôi vẫn còn chưa trả giá đủ ư? Lâm Tuấn Thanh nghi ngờ tâm ý của tôi. Trăm phương ngàn kế trừ khử tôi. Tôi đã chết đúng như ý nguyện của cậu ta. Tại sao cậu ta vẫn còn chưa thỏa mãn? Hay là cuối cùng bỗng dưng cậu ta nhận ra người anh họ như tôi cũng có điểm tốt, bắt đầu hổ thẹn với lòng. Dù có vì nguyên nhân gì, đó đều không phải là điều tôi muốn thấy. Tôi chẳng phải thánh nhân. Đối với hành động của Lâm Tuấn Thanh, suốt 3 năm nay, mỗi lần nghĩ đến, trong lòng tôi không phải không oán hận, nhưng hơn cả là muốn trốn tránh những tổn thương mà cậu ta đã gây ra. Nỗi đau khổ quặn xé ruột gan ấy, suốt đời này tôi không muốn nếm trải lần thứ hai. Hôm nay, cuối cùng tôi có thể đối diện với cậu ta. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt vỡ lẽ. Thứ mà tôi trốn tránh thực ra không phải bản thân Lâm Tuấn Thanh, mà là nỗi thống khổ và ức chế do tình yêu của tôi dành cho cậu ta mang lại. Thứ tôi sợ hãi thực ra không phải là Lâm Tuấn Thanh đối xử với tôi như thế nào, mà là cảm giác bất lực, đau khổ khi bị người mình yêu thương phản bội và khinh bỉ. Gạt bỏ những thứ ấy, Lâm Tuấn Thanh cũng tựa như bị tước đi chiếc vòng sáng thần thánh trên đầu, hiện rõ bản chất bình thường vốn có. Tôi chợt nhận ra, cậu bé mà tôi yêu thương năm xưa chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường. Mọi thứ của cậu ta thì ra cũng chẳng phải độc nhất vô nhị, mê hoặc khiến cho người ta khó lòng cưỡng lại. Cậu ta đích thực rất khôi ngô, nhưng cũng chỉ là một trong số hàng ngàn hàng vạn chàng trai cô gái ưa nhìn. Cậu ta đích thực rất giỏi, nhưng người xuất sắc hơn cậu ta kiếp trước tôi đã gặp không biết bao nhiêu mà kể. Tất cả mọi cảm xúc yêu hận cực đoan của tôi trong tích tắc đều đã tan biến. Vậy nghĩa là tôi đã được cứu rỗi rồi ư? Bầu không khí yên ắng bao trùm phòng bệnh, Trần Thành Hàm vẫn nhất mực nắm tay tôi, không nói một lời. Bàn tay anh ta ấm áp, ngón tay hơi mềm mại, là đôi tay của cuộc sống ăn sung mặc sướng. Lần này tôi không vùng ra, chí ít là thời khắc này tôi không muốn. Khi tôi một mình đắm chìm vào những hồi ức kiếp trước giữa tôi và Lâm Tuấn Thanh, tôi cần có ai đó bên cạnh, sau đó thông minh duy trì sự im lặng. Trần Thành Hàm đã khéo léo làm được điều này. Nói cách khác, sở dĩ tôi thích anh ta là vì chúng tôi được dạy dỗ bởi một nền giáo dục tương tự, dễ ăn ý nhau. Khác với Hạ Triệu Bách, bàn tay của hắn tuy rất ấm nhưng mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng không khiến tôi không kìm được run rẩy, không kìm được muốn vùng ra. Tôi thở dài, tại sao lại nghĩ đến Hạ Triệu Bách nữa rồi? Tôi chậm rãi ngoảnh đầu, nhìn Trần Thành Hàm hỏi, tại sao kể cho tôi nghe những điều này? Anh ta mỉm cười, vuốt ve ngón tay tôi và nói, tôi không muốn em không vui. Để tôi biết, người mắng tôi thực sự là một kẻ đáng thương. Có thể khiến cho tâm trạng tôi vui vẻ sao? Tôi thở dài nói, không, nó chỉ khiến tôi càng đau lòng hơn thôi. Đau lòng vì điều gì? Anh ta nhỏ nhẹ, dịu dàng hỏi. Giản giản, trong cuộc sống, mỗi người đều buộc phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Đó chính là sự công bằng của Thượng Đế. Nhưng điều tôi muốn nói là, bác sĩ Lâm đó, có lẽ chịu gánh nặng tâm lý rất nặng nề. Cậu ta có xuất thân rất tốt, dù cơ nghiệp gia tộc đã không còn. Nhưng tôi nghe nói cậu ta cũng đã kế thừa một số tiền không nhỏ từ người anh họ quá cố. Nếu không có chuyện gì, cậu ta cũng sẽ không đối xử với bản thân như thế. Ngay cả ban nãy, tôi có chú ý biểu cảm của cậu ta, trông như là đang khiêu khích, nhưng lại giống như mất kiểm soát hơn. Anh ta thoáng dừng lại, rồi dè dặt nói tiếp. Tôi nghĩ có lẽ em đã vô tình dẫm phải bãi mìn của cậu ta. Tôi thở dài nói, tôi cũng không biết tại sao cậu ta lại như thế, giống như đang giận cá chém thớt vậy.
Trần Thành Hàm ngập ngừng hỏi, Hạ tiên sinh mà cậu ta nhắc đến là tổng giám đốc Hạ Triệu Bách của Hạ Thị Ư? Đúng, tôi gật đầu. Tiền viện phí của tôi là do Hạ tiên sinh chi trả. Anh ta không hỏi tiếp, tuy ánh mắt nhìn tôi sáng ngời, nhưng trước sau vẫn không quá phận, xâm phạm sự riêng tư của người khác. Tôi cười nói, tôi và Hạ Triệu Bách đúng là có chút liên quan. Tôi ngẫm nghĩ, giải thích thêm, chúng tôi có chung một người bạn. Đã qua đời rồi, chúng tôi đều thương nhớ về người đó. Vậy nên dần có hơi thân thiết, thấy sức khỏe của tôi không tốt, bèn giúp tôi liên hệ với bệnh viện. Cứ xem như đang làm từ thiện đi. Trần Thành Hàm nhướng mày. Rõ ràng là không tin, nhưng vẫn cẩn trọng duy trì sự im lặng. Tôi cũng chẳng màng người ta có tin hay không. Chuyện giữa tôi và Hạ Triệu Bách quá phức tạp. Dù có bảo tôi tường thuật lại, tôi cũng không sao nói cho rõ ràng được. Thế là tôi cười trừ, thêm vào một câu, không phải mối quan hệ kiểu kia. Đôi mắt của Trần Thành Hàm phút chốc bừng sáng. Anh ta trầm giọng nói, Giản Giản, em đang giải thích với tôi ư? Tôi thoáng ngạc nhiên, rồi nhận ra sự mờ ám ẩn trong lời nói đó. Vội nói, anh là bạn của tôi. Những chuyện này đương nhiên tôi phải giải thích rồi. Bạn ư? Trần Thành Hàm mỉm cười, siết chặt tay tôi. Nói tiếp, cũng tốt, tôi vui lắm. Mãi đến khi tôi xuất viện, Hạ Triệu Bách vẫn chưa quay về, nhưng cũng thường xuyên gọi điện. Giọng điệu của hắn càng lúc càng ôn hòa, hỏi thăm kỹ lưỡng bệnh tình của tôi, cùng những lời bác sĩ nói. Lại còn dặn dò tôi nghỉ ngơi cho tốt, ráng uống thuốc đúng giờ. Giọng của hắn trầm lắng và ôn tồn, tựa như đã hoàn toàn trở thành một người anh nhân từ, khéo léo, dỗ ngọt, khiến cho người ta nghi hoặc và khó xử. Hình như kể từ sau hôm ấy, hắn cho rằng quan hệ giữa tôi và hắn đã thân thiết hơn nhiều, nên suốt ngày cứ thân mật gọi, Tiểu Giật. Không biết có phải ảo giác của tôi không, mà trong ngữ điệu hắn dường như pha thêm chút gì đó hân hoan và nhẫn nại, tựa như chỉ cần tôi chịu nói thêm vài từ là hắn sẽ mừng rỡ khôn xiết. Có nhiều lúc tôi thậm chí cảm thấy Hạ Triệu Bách như có ham mê kỳ quái trong việc nấu cháo điện thoại với mình. Đến nỗi có một hôm, hắn gọi điện về vừa khéo lúc tôi ra ngoài đi dạo mà không báo ai hay. Anh chàng vệ sĩ hắn để lại, kiếm mãi không thấy tôi, nào ngờ chuyện bé xé ra to. Hạ Triệu Bách điều động bao nhiêu người tìm kiếm, ngay đến cả y tá bác sĩ của bệnh viện cũng tham gia. Cuối cùng thì tìm được tôi. Khoảnh khắc vừa nghe thấy giọng tôi cảm nhận rõ mồn một, người ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm, cơ bắp toàn thân phút chốc thả lỏng. Đối với kẻ thù kiếp trước này, tôi dần dần cũng nguôi ngoai. Nếu cứ luôn ôm lấy oán hận trong lòng thì thực sự quá mệt mỏi. Không chỉ tốn tâm tư và sức lực, e rằng còn dễ khiến cho người ta sống càng lúc càng hẹp hòi. Trải qua hai kiếp người, tôi luôn cảm thấy có nhiều việc có lẽ không muốn chấp nhận, nhưng dần dần sẽ học được cách tránh phản ứng quá kịch liệt. Chẳng hạn như tôi bây giờ, nói chuyện với Hạ Triệu Bách đã không còn khiếp sợ nữa. Trong bệnh viện thỉnh thoảng nhìn thấy bóng áo blue trắng của Lâm Tuấn Thanh ở xa, lòng tôi cũng thôi dậy sóng và e ngại né tránh. Tôi xem nó như một sự tiến bộ của mình. Thứ cũng tiến bộ đồng thời, còn bao gồm cả sức khỏe của tôi. Nằm dưỡng bệnh nửa tháng, sức khỏe đã dần dần hồi phục. Hôm xuất viện, mẹ Giản cười rạng rỡ đến đón tôi, trông bà như trẻ lại cả chục tuổi. Bữa ấy bà ăn mặc chiếc áo đỏ thẫm mà tôi chưa từng thấy, sắc mặt hồng hào, ánh mắt trong trẻo, phảng phất nét yêu kiều xưa kia. Tôi biết bà rất vui vẻ và hài lòng với công việc ở siêu thị mới, quản lý vài người phụ nữ. So với công việc mở sạp bán rau trước kia thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lương bổng lại cao hơn không ít. Nội điều này thôi là tôi đã không thể không nói cảm ơn Hạ Triệu Bách. Tuy tôi thừa biết đối với hắn mà nói đó chỉ là chuyện nhỏ. Khi tôi xuất viện, Trần Thành Hàm có việc không đến được, Hạ Triệu Bách thì ở bên trời Âu xa xôi, nhưng đã sớm sắp xếp người đến đón mẹ con tôi về. Tôi cảm ơn bác sĩ và Jessica đã chăm sóc mình mấy ngày qua, cuối cùng cũng thoát khỏi bệnh viện. Tâm trạng tôi hân hoan khôn xiết. A Bưu mở cửa, kính cẩn mời tôi và mẹ Giản lên xe. Kiếp trước tôi đã thấy nhiều người cung kính với mình rồi, nên giờ không lấy gì làm lạ. Nhưng mẹ Giản thì rất ngại ngùng, cứ luôn miệng cảm ơn không ngớt. Bây giờ cảm kích Hạ Triệu Bách muôn phần. Hạ Triệu Bách hình như từng bảo viện phí lần này của tôi, nếu như mẹ Giản làm việc chăm chỉ, hắn sẽ thưởng cho bà. Xem như phúc lợi cuối năm, bởi vậy mà mẹ Giản bèn dốc sức làm hết công việc. Còn thường xuyên dạy tôi rằng làm người nên nhận một trả mười. Tôi thầm thở dài trong lòng, nhưng cũng chẳng còn cách nào phản bác lại.
Mẹ Giản ngồi vào xe, gọi tôi mau lên. Tôi vẫn còn cười nói chào từ biệt Jessica. Đương định bước vào, bỗng nghe thấy một tiếng gọi giật. Giản Giật. Tôi chợt khựng lại, chậm rãi ngoảnh đầu qua. Cách tôi không xa là một người mặc áo trắng, gương mặt khôi ngô, chính là Lâm Tuấn Thanh. Tôi thầm thở dài, không biết cậu ta lần này đến lại có ý đồ gì nữa. Chẳng lẽ phải hạ nhục tôi thêm lần nữa, giữa chốn đông người thì mới hả dạ. A Bưu thấy thế, bèn bước lên trước, nói: Bác sĩ Lâm, xin đừng khiến chúng tôi khó xử. Lâm Tuấn Thanh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, khẽ cắn môi. Dẫu đã gạt bỏ mọi ân oán xưa kia, tôi cũng không thể phủ nhận rằng cậu ta quả thực rất sáng sủa đẹp trai, đến giờ vẫn có thể lay động con tim tôi. Cậu ta nhìn tôi một lúc và nói: Tôi rất muốn nói riêng vài câu với cậu. Mẹ Giản ngồi trong xe nghi hoặc hỏi: Con quen cậu bác sĩ này à? Người ta gọi con, có phải có chuyện gì không? Mẹ, tôi đáp, con qua đó vài phút, nói vài câu với anh ta nhé. Ừ, phải lễ phép đó, biết chưa? Là bác sĩ của bệnh viện, chúng ta đều phải cảm ơn người ta, mẹ Giản dặn dò. Vâng, tôi gật đầu, ngập ngừng đóng cửa xe. A Bưu đưa mắt nhìn tôi một cái nói: A Giật, nếu không thích thì không cần qua đó. Anh ta là có lòng nghĩ cho tôi cười nói: Không sao, em chỉ nói ra ba câu thôi. Thế qua bên kia nói đi. A Bưu chỉ tay về phía đằng xa nói: Chỗ đó trong tầm mắt của anh, em yên tâm. Tôi biết anh ta sợ Lâm Tuấn Thanh động tay động chân hay làm gì đó, e tôi sẽ chịu thiệt thòi. Anh chàng này tuy vẻ ngoài bậm trợn hung dữ, nhưng tính tình cẩn trọng chu đáo, nể mặt Hạ Triệu Bách nên đối xử với tôi cực tốt. Tôi mỉm cười cảm kích, khẽ nhắm mắt lại rồi lại mở ra, cố gắng bình tĩnh đến trước mặt Lâm Tuấn Thanh. Đã bao lâu rồi chưa nhìn gương mặt ấy trong khoảng cách gần như vậy. Lần này gặp cho tôi cảm thấy tim mình mềm lại. Đôi mắt cậu ta thâm quầng, ánh mắt đã mất vẻ sáng trong khi xưa, nhưng dấu vết thăng trầm đã hẳn lại trên gương mặt 3 năm tôi chưa gặp ấy. Nhớ đến lời Trần Thành Hàm, tôi cảm thấy lòng đau thắt, buột miệng bảo: Tại sao không chăm sóc cho bản thân đàng hoàng? Cậu ta nhìn tôi sửng sốt. Tôi biết mình đã lỡ lời, vội chuyển ánh mắt sang chỗ khác, lấp liếm nói: À, trông dáng vẻ cậu rất mệt mỏi, hẳn là không được nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi mắc chứng suy nhược thần kinh, tối không ngủ được. Ngoài dự đoán của tôi, Lâm Tuấn Thanh bình tĩnh đáp: Cũng đã mấy năm rồi. Có đi khám bác sĩ chưa? Giọng tôi run run. Tôi không đi. Cậu ta nói đây là sự trừng phạt của tôi. Tôi lờ mờ đoán ra điều gì đó, vội ngẩng đầu hỏi: Tại sao? Đó là chuyện của tôi. Cậu ta gượng cười, một nụ cười đau khổ, ánh mắt nhìn tôi, đã thôi vẻ hung hăng, nhưng lại dò xét quan sát tôi từ đầu chí cuối. Bỗng cậu ta hỏi: Tôi cư xử với cậu không lịch sự lắm, tại sao cậu không tức giận, thậm chí còn nói những lời này với tôi? Cậu lúc nào cũng quan tâm người xa lạ như thế ư? Tôi làm sao mà trả lời được đây? Nếu có thể, tôi cũng muốn chửi bới, trách mắng cậu ta cho thỏa lòng. Nhưng ngoài việc là kẻ đầu sỏ dắp tâm phản bội và tổn thương tôi ra, cậu ta còn là đứa trẻ mà tôi đã từng chăm sóc nâng niu suốt bấy nhiêu năm. Tôi lắc đầu, quyết định nói một câu: Bác sĩ Lâm, xin đừng trách tôi nhiều chuyện, anh nên đối xử tốt với bản thân một chút. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt dâng lên những cảm xúc phức tạp. Tôi mím chặt môi, rồi cẩn trọng nói tiếp: Sức khỏe của anh không tốt, người thân sẽ lo lắng lắm. Cậu ta im lặng, chốc sau chợt trầm giọng nói: Tôi hiểu rồi. Anh hiểu cái gì? Tôi ngước đầu nhìn cậu ta. Đã hiểu tại sao Hạ Triệu Bách lại thích cậu. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn, lầm rầm bảo: Cậu rất giống với anh ấy. Anh ấy cũng ngốc như cậu, rõ ràng người ta chẳng cần, nhưng vẫn một mực đâm đầu vào đối xử tốt với người ta. Tôi sững người, vội ngoảnh đầu đi, nói: Tôi phải đi rồi, mẹ tôi đang chờ. Khoan đã, cậu ta nói, một nụ cười kỳ quái hiện ra trên môi. Tôi gọi cậu qua đây là có chuyện muốn nói. Tôi không có hứng thú nghe, tôi vội vã cất bước bỏ đi. Cậu ta chợt túm lấy cánh tay tôi nói: Cậu không muốn biết tại sao Hạ Triệu Bách lại thích cậu ư? Không muốn, tôi ngắt lời cậu ta. Hạ Triệu Bách không thích tôi. Cậu hiểu lầm rồi. Không thích ư? Dựa theo tính cách của hắn ta, làm sao mà lại vô duyên vô cớ đối tốt với một người được chứ? Cậu ta cười nhạt. Thấy cậu ngốc đến nhường này, tôi tốt bụng nhắc nhở cậu vậy. Hạ Triệu Bách thích cậu là vì cậu giống người hắn từng yêu. Tôi từ chối nghe tiếp, cố vùng ra khỏi tay cậu ta nói:
Tôi nói rồi, tôi và Hạ Triệu Bách chẳng có quan hệ gì cả. Lâm Tuấn Thanh nghiến răng nói, cậu không muốn biết người Hạ Triệu Bách yêu là ai ư? Cậu không muốn biết mình giống ai sao? Cậu không muốn biết ai đã hại tôi, hàng đêm trằn trọc mất ngủ, tinh thần suy nhược ư? Tôi bắt đầu vùng vẫy, không biết tại sao, tôi không muốn nghe đáp án, không hề muốn chút nào. Đáp án ấy là điều không nên xuất hiện. Một khi nó đã bị vạch trần, cuộc đời mà tôi đã từng trải qua sẽ trở nên vô nghĩa, sẽ biến thành một trò cười kịch cỡm. Tôi run rẩy hét lên, Lâm Tuấn Thanh, cậu câm miệng nghe chưa, câm miệng. A Bưu trông thấy chúng tôi giằng co, lập tức chạy qua, đẩy mạnh Lâm Tuấn Thanh ra. Cả người tôi run lẩy bẩy, cố bóp chặt cánh tay của A Bưu, thở hổn hển. Chợt thấy Lâm Tuấn Thanh đứng ngây phỗng, nhìn tôi chăm chăm, sắc mặt trắng bệch như vừa trông thấy ma giữa ban ngày. Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với cậu ta nữa, kéo cánh tay của A Bưu nói, đi thôi. A Bưu bụng đầy thắc mắc, nhưng đành dìu tôi quay về. Tôi ngồi vào trong xe, bắt gặp ánh mắt lo âu của mẹ, bèn gượng cười nói, mẹ, con không sao. Mẹ giản xoa xoa trán tôi, rồi lại nắm chặt tay tôi xót xa nói, cậu bác sĩ đó, sao lại thua lỗ thế cơ chứ? Mẹ thấy cậu ta ban nãy còn cố kéo con, có chuyện gì vậy? Không có gì, không phải con thiếu tiền anh ta đâu. Tôi nở nụ cười yếu ớt, thằng nhóc chết tiệt, mẹ đang nghiêm túc hỏi con đấy, đừng có đánh trống lảng. Tôi không biết nên giải thích thế nào, chỉ còn biết dụi đầu vào lòng bà nói, mẹ ơi, con chóng mặt. Tức thì mẹ giàn, quên tiệt câu hỏi ban nãy, vội giúp tôi xoa dầu, day day thái dương. Tôi im lặng tựa vào lòng mẹ tận hưởng sự ấm áp ấy. Xe bắt đầu chạy, vừa nhanh lại êm ái. Trong xe phảng phất mùi thơm mát của trái cây, khiến cho lòng người yên bình. Ngay lúc ấy, di động của A Bưu đang ngồi phía trước bỗng đổ chuông. Anh ta cầm lên đáp vài câu, rồi lập tức xoay qua gọi tôi. A Giật, Hạ tiên sinh tìm cậu. Tôi giật mình, đương định từ chối theo phản xạ, thì mẹ giàn đã đưa tay bắt lấy điện thoại nói, Hạ tiên sinh đó à? A Giật chóng mặt rồi. Ừ, bọn dì đang trên đường về nhà. Nó chẳng có chuyện gì đâu, bệnh cũ ấy mà. Ừ được, cậu đợi chút nhé. Bà rú điện thoại vào tay tôi bảo, Hạ tiên sinh muốn nói chuyện với con. Tôi cầm lấy di động, hít sâu một hơi, mới nói, alo. Tiểu Giật, đầu dây bên kia dường như Hạ Triệu Bách đang rất vui, dịu giọng hỏi, em lại chóng mặt nữa à? Bây giờ cảm thấy thế nào? Cũng ổn, cảm ơn. Ngày mai anh về rồi, có quà cho em. Không cần đâu, tôi vội nói, tôi không thiếu gì cả. Hạ Triệu Bách thoáng ngập ngừng, nhưng vẫn ôn hòa nói, món quà anh chọn cho em, chắc chắn em sẽ thích. Buổi đọc sách hôm nay của chúng ta tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon.